Thưa quý vị, mới đây các nhà khoa học từ Nhật Bản đã thành công trong việc chiết xuất các tinh chất quý từ sâm maca, tạo nên sản phẩm Jawa, thực phẩm chức năng tăng cường sinh lý dạng nước đầu tiên ở Việt Nam. Buổi ký kết chuyển giao công nghệ có sự chứng kiến của nhiều cơ quan ban ngành cùng các nghệ sĩ diễn viên nổi tiếng. Sâm maca Peru, vốn được coi là thần dược đối với quý ông, kết hợp với các nguồn nguyên liệu thiên nhiên hết sức an toàn như nhung hiêu, nấm tỏa dương, hào biển, mật ong, tạo nên công thức toàn diện trong sản phẩm Jawa, hỗ trợ kích thích sản sinh testosterone tự nhiên, bổ thận, trắng dương, tăng cường sinh lý cho nam giới. Jawa do công ty cổ phần dược phẩm Losifa sản xuất và phân phối theo công nghệ Nhật Bản. Sản phẩm được sản xuất tại nhà máy hiện đại chuẩn GMP, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe của cơ quan chức năng hai nước. Jawa là sản xuất từ thiên nhiên, công thức của Nhật Bản, nó rất gần gũi với thiên nhiên, độ an toàn của nó cao, tác dụng của nó tốt, đấy, và nó đảm bảo được cái độ bền vững lâu dài. Người ta dùng ngay cái liệu trình đầu tiên, người ta thấy có tác dụng. Việt Anh thì khá bất ngờ về cái sản phẩm này, bởi vì là có thể đây cũng đúng là vì là cái sản phẩm nước mà là hỗ trợ sinh lý đầu tiên ở Việt Nam, cho nên là thấy nó khá là thú vị. Cái điểm mà Việt Anh cảm thấy nó yên tâm nhất đấy chính là cái sản phẩm này được sản xuất tại Nhật Bản và cái công nghệ nó là nước, cho nên rằng là cái độ thẩm thấu của nó, cái chất lượng của nó, Việt Anh nghĩ là nó cũng sẽ tốt hơn so với những cái sản phẩm thông thường. Và đặc biệt khi được sản xuất với công nghệ tiêu chuẩn của Nhật Bản thì nó cũng sẽ là góp phần một cái để cho người dùng có thể cảm thấy yên tâm hơn. Yếu sinh lý là nỗi ám ảnh của nhiều quý ông và tình trạng này đang ngày càng phổ biến cũng như có xu hướng trẻ hóa. Các bác sĩ khuyên các bệnh nhân, ngoài việc tham khảo các sản phẩm hỗ trợ tăng cường sinh lý, cần có chế độ luyện tập thể thao phù hợp để có cơ thể khỏe mạnh. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.